Khi mọi người sau một năm ăn cục tích tót thì mình nhận ra cái món ốc heo này càng ăn càng bị ghiền á mọi người. Lần trước mình ăn một lần rồi khá là ngon luôn. Nên hôm nay mình mua 5 bộ mình làm ăn tiếp nè mọi người. Mình cũng đi chợ sớm để mua được những cái loại ốc heo mà tươi á. Vì cái ốc heo này mình đi chợ là sẽ không còn cái để mua luôn. Sau khi mình rửa sạch và lấy mấy cái gân đỏ này ra, bắt đầu mình sẽ cho thêm tiêu, hạt nêm, muối rồi hành lá. Rồi mình sẽ hấp chân cách thủy nha mọi người. Cái món này tiêu càng nhiều thì mình thấy sẽ càng ngon hơn. Và mình cũng chịu khó là hấp lâu một tí nha để đảm bảo nó chín hết luôn á. Lúc mà dở cái nắp ra cái mùi tiêu cực kỳ thơm luôn. Và cái món này mọi người phải làm kỹ không là ăn sẽ rất là tanh nha. Và sau khi ăn mình cảm nhận rất là ngon luôn. Vừa mềm vừa béo nè. Ta nói ăn ốc heo mà cứ tưởng đang ăn cơm luôn á mọi người. Cái vị nó béo, nó bùi mà nó đọng trên lưỡi luôn á. Có nhiều bạn nói nhìn nó khá là ghê nên không có dám ăn. Nhưng thật ra mọi người mua về mọi người làm kỹ ăn sẽ rất là ngon nha. Nhiều khi ăn còn bị ghiền nữa đó. Mà ngộ ha, mình thấy có nhiều bạn ăn với súp cua không có sợ. Nhưng mà làm không như vậy ăn lại sợ nè. Cũng khá khó hiểu ha. Ngoài hấp tiêu hành lá như vậy thì mình có thể hấp kèm với sa tế cũng rất là ngon luôn. Lần trước thì mình làm xong mình có sốt sa tế lên, mình thấy ăn khá là đậm vị luôn á. Và tuy là mình mua tới 5 bộ nhưng mình ăn nãy giờ hết 4 bộ rồi đó mọi người. Và cái ốc heo này đặc biệt một cái nữa, khi mình hấp xong nó không có bị teo nha, nó vẫn như vậy thôi. Nên là nhìn chung cũng khá là nhiều chứ không có ít như mình nghĩ đâu.